Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Và thưa quý vị, vào hôm 13 tháng 9, quý vị cũng nhớ là hơn 30.000 nhân viên của Boeing đó đã chính thức biểu tình đình công cho cái chuyện là cái contract họ ký với Boeing đó đã hết hạn. Và bây giờ phía nghiệp đoàn đại diện hơn 33.000 nhân viên này đó yêu cầu được tăng lương rồi phải có lại pension vân vân. Thì cái chuyện mà họ biểu tình rồi Boeing phải đàm phán với lại nghiệp đoàn đó đã diễn ra suốt 10 ngày nay. Thì bất ngờ ngày hôm qua đó, bây giờ phía nghiệp đoàn họ nói là Boeing đã đưa ra một cái offer mới, nhưng mà thật sự đó là không có thông qua cái process mà đàm phán với nghiệp đoàn. Quý vị cũng nhớ là thứ nhất, Boeing đó, lúc ban đầu họ chỉ offer là tăng lương 25% trong 4 năm kế tiếp, và họ sẽ có một cái họ gọi là cái one time sign in bonus, nghĩa là một cái nhân viên nào mới khi mà ký hợp đồng làm việc với Boeing đó thì nhận được một cái mức tiền một lần thôi là 3.000 đô. Phía nghiệp đoàn họ nói họ không cần cái đó, nhưng mà họ muốn là phải tăng lương 40% trong 4 năm sắp đến, và phải reinstate lại cái chuyện cái pension cho nhân viên khi mà họ làm mấy chục năm sau rồi họ nghỉ hưu đó. Thì phía Boeing đương nhiên là họ không muốn cái vụ mà có pension đâu thưa quý vị. Thì trong từ bữa đến giờ đó, không biết hai bên đàm phán như thế nào, mà ngày hôm qua bây giờ đó nghiệp đoàn họ nói là tự dưng Boeing bất ngờ đưa ra một cái họ gọi là final offer, nhưng mà thật sự là không có nói chuyện thương thảo với những người lãnh đạo của nghiệp đoàn, mà ngày hôm qua buổi chiều lẳng lặng đưa ra cái offer đó cho báo chí và đăng lên trên cái website của Boeing thôi quý vị. Bây giờ Boeing nói là họ sẽ chỉ tăng lương 30% trong 4 năm sắp đến, và họ vẫn giữ cái mà họ gọi là sign and bonus, nhưng mà họ bây giờ họ gấp đôi cái số tiền đó lên, thay vì 3.000 là 6.000, và họ sẽ có một cái gọi là performance bonus. Chẳng hạn người nhân viên trong vòng một tháng làm việc đó mà làm việc rất là tốt, xuất sắc vân vân thì sẽ được recognize và được thí dụ cho tặng cái tháng đó thêm extra 500 đô chẳng hạn, như vậy đi. Vẫn không nói gì đến cái chuyện pension giống như phía nghiệp đoàn muốn. Thì bây giờ nghiệp đoàn họ nói là thứ nhất, cái chuyện mà tự dưng Boeing đăng cái văn bản mà đưa ra cái final offer như vậy đó là phía Boeing đã phá vỡ cái process đang đàm phán với lại nghiệp đoàn. Tại vì họ nói là phải giống như là muốn cái gì đó đưa ra những cái chi tiết, những cái điều khoản đó cho những người lãnh đạo mà là họ có một cái ủy ban đại diện cho 33.000 cái người nhân viên đó. Rồi những cái người trong ủy ban này họ sẽ bàn thảo với nhau, rồi từ từ họ sẽ thông báo xuống giống như cho 33.000 nhân viên chẳng hạn, như vậy nếu họ thấy đây là bắt đầu những cái điều khoản hợp lý. Nhưng mà không, tự dưng Boeing quăng ra như vậy thì họ nói đây là thứ nhất một cái chiêu của Boeing thôi quý vị, bởi vì họ nói là khi mà tự dưng 33.000 người, tại vì sẽ có những người trong thời gian qua đó khi mà đình công như vậy họ không nhận được lương, họ phải dùng tiền saving của mình đó, là cũng bắt đầu họ hơi kiệt quệ về tài chính rồi. Thì cái chiêu mà Boeing đưa ra đó là phía nghiệp đoàn họ nói là các công ty lớn rất thường hay chơi như vậy, quăng ra như vậy để khiến cho bắt đầu có một số nhân viên họ thấy là thôi cái này cũng được, chấp nhận đi để ký hợp đồng tiếp, để chúng tôi có thể có việc làm. Và trong khi phía nghiệp đoàn đó thì họ nói là không, cái điều khoản như vậy đó là không có đúng, nó vẫn xa rời với những gì mà nghiệp đoàn muốn. Và phía Boeing họ nói là cái final offer này của họ đó họ chỉ good until ngày 27 tháng 9, nghĩa là chiều hôm qua đưa, bây giờ cho phía nghiệp đoàn đúng 3 ngày thôi quý vị. Nếu mà không chấp nhận đó thì họ nói là có thể bây giờ họ không có ấy giữ cái offer đó nữa, mà sẽ tiếp tục bàn thảo tiếp, hay là bây giờ họ nói là Boeing không bàn thảo gì nữa thì là 33.000 người này coi như là chính thức bị mất việc chẳng hạn như vậy. Thì nghiệp đoàn họ nói làm sao trong vòng 3 ngày mà họ có thể thứ nhất vừa xem xét những cái điều khoản mới này của Boeing rồi bỏ phiếu trong số tổng cộng 33.000 người nhân viên này. Thì họ nói rõ ràng là Boeing đang chơi một cái chiêu mà họ nói là cố tình ép nhân viên và nghiệp đoàn, và họ nói là họ không chấp nhận cái final offer này thôi quý vị. Ngày hôm nay thêm một giới chức lãnh đạo kinh tế của Trung Quốc
biến mất khỏi màn hình. Không có hình của ông này, nhưng mà bên chờ Post cho biết tên Hán Việt của ông này là Chu Hằng Bằng. Ông này đó trong thời gian qua là giữ chức phó giám đốc một viện nghiên cứu chính sách Trung Quốc nổi tiếng luôn. Và ông Chu Hằng Bằng đó giữ cái trọng trách là đưa ra những cái con số về kinh tế và các chính sách để Đảng Cộng sản, trong đó nhân vật quan trọng nhất lãnh đạo Tập Cận Bình, có thể dựa vào để uyển chuyển trong các chính sách kinh tế. Và qua bản tin này chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia độc tài toàn trị và tự do dân chủ. Vấn đề kinh tế là một vấn đề vô cùng quan trọng trong lòng của người dân và cử tri. Và vấn đề kinh tế cũng là yếu tố để quyết định xem một đảng có cầm quyền trong tòa Bạch Ốc tại Mỹ hay không. Thế nhưng ở Việt Nam, Trung Quốc, kinh tế có đi xuống, kinh tế có như thế nào chăng nữa, nằm trong tay một lãnh đạo duy nhất mà không qua cuộc bỏ phiếu đó, thì người lãnh đạo đó có làm gì xấu thì dân chúng chịu thôi. Và đó là hình ảnh của Việt Nam, Trung Quốc ngày nay chúng ta thấy đó, là tình trạng thê thảm của nền kinh tế như thế nào, đến độ là mới đây thôi, là ngày hôm qua đó, Trung Quốc Tập Cận Bình mới cho các ngân hàng uyển chuyển hơn trong vấn đề giao dịch tiền mặt và lãi suất. Bao nhiêu năm trời sau Covid, mà lẽ ra từ người ta cứ tưởng là sau hậu Covid thì người dân rất là mừng, bởi vì họ chờ đợi lâu quá rồi. Đóng cửa, rồi mở cửa ra, bắt đầu họ đầu tư, có nhiều người đầu tư nghĩ rằng là ô, hàng bán. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề mà không có uyển chuyển trong chính sách mà lại đi đương đầu với Hoa Kỳ và châu Âu, những cái lệnh trừng phạt của Mỹ, rồi cộng thêm những cái vấn đề khó khăn mà lẽ ra Tập Cận Bình có thể thực hiện được các chính sách đó thông qua những cái cố vấn trong số này, Chu Hằng Bằng, thì rất tiếc Tập Cận Bình không nghe. Đến độ mà ông chán quá đó, thì trong tháng 4 vừa qua, mãi đến bây giờ người ta mới biết được, bởi vì người ta bắt đầu đồn thổi, ủa tại sao trong các cuộc họp quan trọng kinh tế thời gian vừa qua không thấy ông Chu Hằng Bằng. Thì mới đây đó, người ta mới khám phá là bởi vì chỉ một tin nhắn thôi, thưa quý vị. Bởi vì không nói chuyện được với ai, cho nên một nhóm các kinh tế gia vân vân, các quan chức của Trung Quốc đó, họ thảo luận với nhau trong các phòng họp trên mạng xã hội. Nhưng mà cái phòng họp riêng chỉ có những người nào được mời mới vào được thôi. Nhưng mà các ông này cũng có thể nói rằng lạc quan quá đáng, nghĩ rằng những cái lời nghĩa là bàn của mình đó, nhà cầm quyền chắc không để ý tới đâu. Họ nói chuyện với nhau, và trong thông qua một cái tin nhắn, ông Chu Hằng Bằng chỉ trích chính sách kinh tế của Tập Cận Bình. Chỉ một câu nói thôi. Tại sao ông không nghe? Tại sao thay vì ông làm như thế này, không làm như thế kia? Thật là ngu đần. Thí dụ như vậy. Chỉ một cái lời nhắn nó thôi, ngay lập tức biến mất. Ông giáng chức luôn, và bây giờ thậm chí người ta không biết ông ở đâu. Thì những cái vụ mất tích như thế này để cho thấy rằng là làm gì thì làm, nói xấu lãnh đạo là không được. Nói xấu lãnh đạo thì có muốn nói thì trình bày trong các cuộc họp, nhưng mà không được phép chỉ trích nhắm tới Tập Cận Bình. Có thể nói rằng chúng ta nên làm như thế này, nên làm thế kia. Còn cái chuyện Tập Cận Bình có nghe hay không là cái chuyện của Tập Cận Bình. Các anh chỉ có tiếng nói, trách nhiệm của các anh là cố vấn về chính sách kinh tế. Còn chuyện có làm hay không là lãnh đạo sẽ làm. Thì cái hậu quả đó đã dẫn đến việc thực ra thì các chính sách này phía Tập Cận Bình đã thấy thụt lùi quá nhiều. Địa ốc bị ảnh hưởng nặng, rồi ngân hàng bị kiểm soát, rồi mọi thứ giao dịch nó khó khăn, khiến cho đời sống của người dân. Mà tương tự như hoạt động của Trung Quốc, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng chung luôn. Ít nhất là Trung Quốc còn có các nhà kinh tế để có thể lèo lái cái chính sách
thì người ta hy vọng đó là ông Tập Cận Bình có thể cởi mở hơn, và từ đó dẫn đến việc đó sẽ xét lại những cái chính sách với châu Âu, với Hoa Kỳ trong tương lai, để có thể giúp cho các nhà hoạt động trong đó, kể cả các nhà sản xuất ở trong nước tốt hơn. Chứ trong thời gian qua đó, trên YouTube nhiều người dân ta thán, họ chỉ biết là quay để ta thán thế thôi, không ai dám chỉ trích lãnh đạo cả. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesontv.com, vào YouTube nhấn một nút like và subscribe. Chúc quý vị một ngày làm việc thật vui. Trân trọng kính chào.